là trời, đang ngủ mà tức. Luôn á, cái vụ gì mà chị Simi với anh kia dân bị phết? Hôm qua tôi nhờ ông thầy chế tạo ra cánh cổng, giờ tôi sang nhà tụi nó liền. Không, lòng vòng. Chiếu, đó tôi sang vừa này, đỉnh thiệt sự. Ô nhà tụi này, cũng đẹp đó chớ. Hai ông bà này dí mình. Phong gì nhiều bi sơ vậy trời. Ăn vô tư đi. Cái cần gạt ở đây. Chạy sang nè. Phong này sao lại là băng? Tìm kiểu gì trời, Elo tác giả. Leo nổi thoi. Kẹt rồi mấy mà kiểu tuy. Coi tìm kiểu gì? Chắc trong cái cục băng này. Chui không được. Oh my god. Ồ sao chỗ này không được? Vừa ra cái hẹo liền. Chỗ gì dễ thấy vậy trời? Ồ sao cần gạt dễ tìm vậy? Lừa à? Nhìn mình bắc qua nè. Hẹo hai. Giờ tôi trôn hai ông bà kích này nè. Ha ha. Hai ông bà kích này bị lừa rồi. Tôi sẽ đi vòng quanh để tìm. Ông đây rồi. Trời đã. Hẹo ba. Vô phòng bếp. Vô kiếm này. Thôi không tham lam lấy một cái. Giờ tìm xem có cần gạt không nè. Nhà bếp nghèo quá, không có nổi một cái cần gạt. Giờ phải tìm, đi làm tí công nghệ và nè. Diễn siêu tí đi giờ tìm cần gạt. Mình sẽ hát tặng các bạn một bài nhé. Từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Dưới lên giữa, giữa xuống dưới. Dưới chui lên trên. Bài hát hay không mọi người? Hay thì cho mình một like, một đăng ký nha. Trời sóng mắt này, tôi đi, khám xương khớp mất. Đây rồi. Trốn đây xem hai ông bà đó làm gì. Chiến thoi. Mở nhạc Tây Du Ký lên chiến. Giờ tôi sẽ thể hiện một tay giết hai nè. Y hai ông bà đó ông củ tỏi rồi ha ha ha. Về thôi, mình hiền quá mà ha 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 hơn. Ai thấy mình hiền thì bình luận nhé. Không mình nhai đầu. Bye mọi người, nhớ bảo mình hiền đấy. Không chừng mấy bà mất đầu.